Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với tiết mục săn sale mua hộ của nhà Happy TV Group. Và sản phẩm ngày hôm nay Trâm giới thiệu đến mọi người đó lại là một vật dụng không thể thiếu đối với Khá Đẹp. Và nếu như bạn là một nữ công sở hoặc là một nữ doanh nhân, đã bao giờ bạn tìm kiếm một chiếc túi xách cỡ đại có thể là vừa chứa đựng hết những vật dụng cần thiết của một nữ công sở như là laptop, iPad, đồ trang điểm và một vài bộ cánh trong trường hợp là bạn còn đi tiệc, đi sự kiện hoặc là một chiếc áo khoác khi bạn đi về đêm khuya, hoặc thậm chí là một nơi cất đựng những món ăn vặt khi mà bạn đói bụng, khi mà bạn làm tăng cai chẳng hạn, mà vẫn có một vẻ bề ngoài là sang trọng, đẳng cấp, xịn sò và lịch lãm. Vậy thì hôm nay Trâm sẽ mang đến mọi người một chiếc túi xách như vậy đến từ thương hiệu là Eco Sushi của Mỹ, và mọi người hãy cùng Trâm xem qua một chiếc clip ngắn bên dưới để hiểu hơn về sản phẩm này nha. Chất liệu da cao cấp, dây đeo có thể điều chỉnh được độ dài, có bốn kim loại dưới đáy túi chống xước và chống bẩn. Sức chứa lớn, có thể đựng được nhiều vật dụng khác nhau. Khóa tai 500 thuận tiện giúp mở và đóng túi nhanh chóng. Ngăn giữa có lớp đệm và khóa kéo dùng để đựng laptop có màn hình lên đến 15,6 inch. Các màu sắc hiện có của bộ sưu tập này: màu nâu, màu đen, màu ghi và phiên bản giới hạn màu kem viền vàng. Hãy cùng xem feedback của một số khách hàng quốc tế nhé. Giá bán hiện nay của sản phẩm là 1.910.000 đồng. Giá bán sẽ được thay đổi theo giá của phía đối tác Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ cập nhật giá bán vào thời điểm bạn mua hàng. Và đây là quyền lợi của khách hàng khi mua các sản phẩm săn sale mua hộ tại HBTB Group. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đón xem.